Lý Hùng bất ngờ mượn lời Trường Giang cầu hôn Việt Trinh khiến khán giả thích thú. Lý Hùng bất ngờ mượn lời Trường Giang công khai cầu hôn Việt Trinh trên sóng truyền hình. Là hai vị giám khảo quan trọng trong bộ tứ quyền lực của cặp đôi hài hước, Lý Hùng và Việt Trinh đã có màn kết hợp ăn ý, hai diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt từ thập niên 90 và cùng diễn vai tình nhân trong nhiều bộ phim. Chính vì vậy, khi là một cặp đôi giám khảo của chương trình, cả hai đã phối hợp rất ăn ý. Bộ tứ quyền lực tái ngộ khán giả với phong cách hài hước. Trong tập mới của cặp đôi hài hước, Việt Hương, MC Thanh Bạch cùng Việt Trinh Lý Hùng đã có những màn chào đấu vô cùng hài hước. Đặc biệt nhất là trong lúc người đẹp tay đô còn chưa bạn diễn năm xưa, Lý Hùng ngay lập tức quay sang, quỳ xuống cầu hôn Việt Trinh trong tiếng vỗ tay hưởng ứng của khán giả. Lý Hùng bất ngờ quỳ xuống cầu hôn Việt Trinh. Nhiều lời khen có cánh dành cho bộ đôi Lý Hùng Việt Trinh trong lần hợp tác trở lại với một vai trò mới là giám khảo chương trình show giải trí 2. Màn cầu hôn của Lý Hùng làm nhiều người liên tưởng đến màn cầu hôn kinh điển của Trường Giang dành cho Nhã Phương. Trước đó, đến dự giải thưởng Mai Vàng tối 18 tháng 1, 2018, Trường Giang bất ngờ cầu hôn bạn gái Nhã Phương, người ngồi dưới khán đài trước cả nghìn khán giả ở nhà hát thành phố Hồ Chí Minh và người theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ. Đoạn tình cảm giữa nam em và Trường Giang bị nhà đài cắt bỏ trong 7 nụ cười xuân. Scandal tình tay ba nam em Trường Giang và Nhã Phương chưa lắng xuống thì khán giả lại bất ngờ phát hiện ra rằng chương trình 7 nụ cười xuân mà nam em và Trường Giang từng tham gia bị nhà đài cắt xén nhiều đoạn. Chuyện tình tay ba của nam em Trường Giang là chủ đề hot được nhiều người quan tâm nhất hiện nay. Nhiều chương trình mà nam em và Trường Giang cùng nhau tham gia liên tục bị cư dân mạng đào mộ. Chỉ mấy ngày trước, khán giả đã phát hiện ra trong chương trình 7 nụ cười xuân tập 17, nam em từng hờn trách Trường Giang vì yêu nhau mà chỉ tặng bánh sinh nhật. Chi tiết này trùng khớp với chia sẻ của Hoa Khôi nam em về mối tình của cô và Trường Giang khiến nhiều người đặt ra nghi vấn. Không phải nam em diễn trong chương trình 7 nụ cười xuân mà đang nói thật lòng mình. Đoạn clip có những chia sẻ của nam em trong chương trình 7 nụ cười xuân liên tục được cư dân mạng truyền tay nhau. Tuy nhiên ngay sau đó, nhiều khán giả tinh ý đã nhận ra rằng toàn bộ những phân đoạn tình cảm giữa nam em và Trường Giang hay câu hờn trách yêu chỉ tặng bánh sinh nhật của cô đã được ekip thực hiện chương trình cắt bỏ. Cụ thể, tiểu phẩm mà nam em và Trường Giang tham gia cùng nhau trong 7 nụ cười xuân được đăng tải cách đây kéo dài khoảng 12 phút. Trong tiểu phẩm, nam em và Trường Giang đóng một cặp vợ chồng sớm phải âm dương cách biệt. Khi vợ chồng xuất hiện trong nghĩa địa đã hờn trách chồng, nhớ làm gì, người chồng trả lời, trái tim nói nhớ thì phải nhớ chứ biết làm sao. Người vợ đã ngay lập tức đáp trả, sao anh không đi tìm người phụ nữ khác đi. Người chồng liền tha thiết khẳng định, không, anh chỉ thích người con gái như em mà thôi. Tuy nhiên chỉ sau ít ngày thì đoạn đối thoại tình cảm này của hai vợ chồng đã bị cắt bỏ hoàn toàn. Cũng trong clip trước đó người chồng còn nắm tay, em có thể cho anh thời gian để thay đổi con người anh được không? Người vợ xót xa hỏi lại, anh đã nhận ra cái sai của mình chưa? Anh sinh ra đã là sai rồi, chưa đúng bao giờ. Người chồng đáp lại, tuy nhiên người vợ mang đã trả lời rằng hai người đã hết cơ hội bởi hai người đã hai ngã chia ly, âm dương cách trở. Hai vợ chồng, người ma ôm nhau khiến khán giả lặng người, vợ ma còn trách chồng, làm thế này là ác lắm. Tiếp đó khi người chồng hỏi điểm nào ở anh mà em thích, người vợ trả lời, để em phân tích cho anh nghe. Từ lúc quen em tới giờ, anh chỉ tặng cho em một chiếc bánh sinh nhật, đâu tặng gì đâu. Vậy nên em yêu anh không phải vì quà hay bánh sinh nhật, vì ăn bánh sinh nhật em sẽ bị mập. Đương nhiên hiện tại, đoạn trò chuyện này của hai người cũng không cánh mà bay. Trước sự trùng khớp kỳ lạ giữa những phân đoạn bỗng biến mất trong 7 nụ cười xuân và những tiết lộ của nam em trong scandal tình tay ba, cư dân mạng lập tức đặt ra nghi vấn, phải chăng đang có một thế lực đứng sau chuyện này? Cư dân mạng tinh ý phát hiện ra một loạt phân cảnh tình cảm giữa nam em và Trường Giang đã được ekip sản xuất cắt bỏ. Hóa ra trước Trường Giang, nam em đã thả thính Quý Bình trong lúc đang quen Lê Phương. Trong khi lùm xùm tình ái với Trường Giang chưa lắng xuống, thì nam em lại tiếp tục vướng thêm tin đồn với Quý Bình. Những ngày qua, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước lời thú nhận tình yêu Trường Giang của nam em. Người đẹp cho biết cô và Trường Giang đã hẹn hò từ khi quay chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi.
và đến khi Nam Danh Hài cầu hôn với bạn gái chính thức là Nhã Phương thì dừng lại. Sau khi tiết lộ từng yêu nam diễn viên hài và phải chịu nhiều tổn thương, người đẹp bị dư luận chỉ trích cho rằng đang PR cho sản phẩm mới. Mặc dù sau đó nam em đã có lời xin lỗi và gỡ bỏ MV vừa phát hành để chứng minh rằng bản thân không hề mượn gió bẻ măng hay mượn tên của Trường Giang để đánh bóng sự nổi tiếng. Trước áp lực dư luận, người đẹp sinh năm 1996 phải nhập viện truyền nước biển và sau đó cô dành thời gian lên chùa để tĩnh tâm. Trong khi lùm xùm tình ái với Trường Giang chưa lắng xuống thì nam em lại tiếp tục vướng thêm tin đồn với Quý Bình và Ngô Kiến Huy. Mới đây, một cư dân mạng đã lên tiếng tố nam em từng thả thính Ngô Kiến Huy, dù biết nam ca sĩ và Khổng Tú Quỳnh đang hạnh phúc. Nam em và Ngô Kiến Huy có dịp hợp tác với nhau khi cùng tham gia chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Trong chương trình, cả hai có khá nhiều hành động tình cảm với nhau. Thậm chí Ngô Kiến Huy còn bị Trấn Thành ép hôn nam em mặn nồng. Ngoài ra, người này còn cho biết nam em cũng từng hẹn hò riêng với Quý Bình trong lúc nam diễn viên vẫn đang quen Lê Phương. Theo người này, nam em không chỉ rủ Quý Bình đi ăn mà còn nhờ nam diễn viên cầm đồ, dù lúc đó Lê Phương cũng đang có mặt chung đoàn. Mặc dù chưa biết thực hư chính xác ra sao, những tin đồn này đang được cư dân mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trước đó Lê Phương cũng từng lên tiếng chỉ trích nam em khi lùm xùm tình cảm với Trường Giang nổ ra. Không chỉ thế, trong khi bình luận qua lại với bạn, Lê Phương còn cho rằng đây là chiêu trò của nam em và ekip muốn vin vào câu chuyện với Trường Giang để tạo scandal đánh bóng tên tuổi. Thông qua thái độ của Lê Phương đối với nam em, nhiều khán giả càng thêm phần nghi vấn về tin đồn này. Quý Bình và nam em từng có dịp tham gia chung trong một chương trình với nhau, chương trình này cũng có sự góp mặt của Lê Phương. Trong hậu trường, khi Lê Phương chăm chút lại nhan sắc, thì Quý Bình lại lân la trò chuyện với nam em. Sau khi ly hôn với Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương từng có thời gian hẹn hò với Quý Bình. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, cặp đôi quyết định dừng lại ở mức độ bạn bè, đồng nghiệp. Nữ diễn viên, nắng sớm mưa chiều, không muốn tiết lộ lý do vì sự tôn trọng đối với người yêu cũ. Vợ Onlyzy kể bủn rủn khi ôm bụng bầu 7 tháng chạy khỏi chung cư khi bà hỏa kéo đến. Onlyzy cho biết do vợ anh đang mang bầu nên khi nghe tin bà hỏa kéo đến đã rất hốt hoảng. Điều may mắn là mọi chuyện đều được xử lý nhanh gọn và không hề có bất kỳ thiệt hại nào. Hôm 1 tháng 4, một vụ cháy xảy ra ở tầng 8 khu chung cư Park Street nằm trên địa bàn quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nhận được thông báo, các hộ dân sống ở tòa nhà đã phải di dời qua lối thang thoát hiểm. Vợ nhạc sĩ Onlyzy Ngân Hà đã phải chạy bộ 5 tầng khi đang mang thai 7 tháng. Chia sẻ về sự cố trên, Ngân Hà cho biết, rạng sáng 2 tháng 4, cô vẫn cảm thấy hai chân còn bủng rủng vì sợ. Cô kể nhận được tin báo khi đang cho con ăn cháo, thấy mọi người hô hoáng, cả nhà bắt đầu cuống cuồng chạy. Mẹ thì ôm cháu, lao ra ngoài thật nhanh, em dâu bế con vừa chạy vừa khóc. Em ôm bụng bầu 7 tháng chạy theo thục mạng mà tay chân run lẩy bẩy. Cô cho hay, lúc rời khỏi căn hộ, cô và mẹ chồng chỉ kịp mang theo chứng minh thư và thẻ ngân hàng. Cũng may bốn xe cứu hỏa tới sau đó gần 2 tiếng đã chữa cháy xong. Căn nhà bị cháy hư hại nặng nhất, hầu hết nhà khác không thiệt hại gì, cô tiết lộ. Trả lời với báo, nhạc sĩ Yêu Là Tha Thứ cho biết, sau một tối hỗn loạn, gia đình anh và những người sống ở khu chung cư đã trở lại nhịp sống bình thường. Vợ tôi cũng đã ổn định, cô ấy không còn tâm lý hoang mang sau một ngày, anh nói. Lưu Hoàng ở tầng 12, cậu ấy là người lo lắng nhất khi vụ cháy xảy ra. Lưu Hoàng còn tính nhảy xuống để thoát thân vì tượng cháy lớn, nhưng rất may vụ cháy không lan rộng và hệ thống phòng cháy chữa cháy của tòa nhà đã hoạt động kịp thời, Onlyzy kể thêm. Trong vụ việc vừa qua, tôi thấy ban quản lý tòa nhà đã làm hết trách nhiệm và kịp thời để bảo vệ quyền lợi của các hộ dân, anh nói. Onlyzy cho rằng đây là một kinh nghiệm nhớ đời với gia đình anh, cũng là cách để gia đình thật sự hiểu hơn về công tác cứu hỏa khi có sự việc đáng tiếc xảy ra. Ngã ngựa trước nhan sắc top 70 Hoa hậu biển Việt Nam 2018, phước phát được đúng tình cũ của Lê Hiếu. Nhiều khán giả đã có thể dự đoán được chủ nhân của chiếc vương miện. Sáng ngày 1 tháng 4, các thí sinh Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu 2018 đã hội tụ tại hai thành phố Sài Gòn, Hà Nội để di chuyển về Kiên Giang, chuẩn bị cho đêm bán kết của cuộc thi
diễn ra vào ngày 5 tháng 4 tới tại quảng trường Trần Quang Khải. Top 70 đồng loạt diện áo trắng và quần tối màu, mang đến vẻ ngoài trẻ trung và thanh lịch. Ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, nên việc các cô gái cần có một thần thái diện mạo ấn tượng để có thể trở nên nổi bật giữa đám đông cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, dường như nhiều người đã không làm được điều này, thậm chí một số còn để lộ gương mặt thiếu sức sống, kém thu hút. Trong số các thí sinh, bạn gái cũ của Lê Hiếu Thùy Linh nhanh chóng gây chú ý hơn cả bởi vẻ ngoài hot girl. Các vóc dáng bị đánh giá là quá bình thường, không có gì nổi bật. Gương mặt thiếu điểm nhấn, có người trông nhợt nhạt như thế này. Vẻ mặt rõ căng thẳng hay lạnh lùng của một số thí sinh. Nếu không nói, liệu người xem có đoán được họ là các thí sinh của một cuộc thi hoa hậu? Thiếu thốn những nụ cười rạng rỡ. Bạn gái cũ của Hoàng tử Vbop nổi bật nhất trong top 70. Không chỉ gương mặt body của Thùy Linh cũng rất cuốn hút. Một trong số những gương mặt này liệu có khả năng đăng quang ngôi vị cao nhất hay không? Lâu lắm mới thấy Phi Thanh Vân diện đầm lộng lẫy, khoe vòng một ngồn ngộn, căng mọng hút mắt. Diện chiếc váy cúp ngực, khoe trọn vòng một bốc lửa, Phi Thanh Vân khiến đứng mày râu đứng ngồi không yên vì độ nóng bỏng khó cưỡng của mình. Hình ảnh nữ hoàng giao kéo Phi Thanh Vân mặc đầm lộng lẫy tham gia một sự kiện mới đây khiến công chúng chú ý. Nữ diễn viên cô gái xấu xí thu hút mọi ánh nhìn khi diện chiếc đầm hoa cúp ngực, khoe trọn vòng một căng đầy bốc lửa tại sự kiện. Không diện đầm ôm, bó sát cơ thể như mọi khi, lần này Phi Thanh Vân khá thông minh khi diện chiếc đầm xòe phủ chân. Thiết kế tinh tế này giúp Hoa hậu Doanh nhân Thế giới Người Việt 2017 toát lên vẻ sang trọng quý phái, nhưng cũng không mất đi sự quyến rũ trên cơ thể. Phi Thanh Vân diện đầm hoa tinh tế, khoe đường cong quyến rũ của cơ thể. Chiếc đầm cúp ngực giúp nữ hoàng giao kéo phô trọn vòng một căng đầy, bốc lửa của mình. Ngay sau khi được đăng tải, hình ảnh nóng bỏng này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dân mạng. Bà mẹ một con nhận được rất nhiều lời khen ngợi của bạn bè và người hâm mộ vì vóc dáng xinh đẹp và cuốn hút của mình.